Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Xe container va chạm xe 4 chỗ, đường dẫn vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây kẹt xe kéo dài. Ngày 31 tháng 8, một vụ va chạm giao thông ngay vòng xoay Phú Hữu, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh gây ùn ứ giao thông. Khoảng 8 giờ 30 phút, dòng xe di chuyển trên đường Võ Chí Công hướng từ quận 7 đi thành phố Thủ Đức. Đến đoạn vòng xoáy Phú Hữu thì xảy ra va chạm giữa xe container và xe ô tô 4 chỗ. Do lượng xe tăng cao vào lễ mùng 2 tháng 9 và ở ngay đoạn đường dẫn vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây nên gây ùn ứ giao thông kéo dài. Lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức và đội cảnh sát giao thông Cát Lái, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh sau đó đến hiện trường điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân. Dù bắt đầu từ ngày 31 tháng 8 mới chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhưng từ chiều tối ngày 30 tháng 8, nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh đã ùn ứ, đông đúc hơn ngày thường. Chiều 30 tháng 8, theo quan sát tại nút giao An Phú, thành phố Thủ Đức, ghi nhận lượng xe cộ về đây tăng đột biến so với ngày thường, làm cho tình hình giao thông ở đây trở nên ùn ứ, hỗn loạn. Đặc biệt, tại đường Mai Chí Thọ hướng từ đường Võ Nguyên Giáp đi hầm Thủ Thiêm, xe cộ nhích từng chút một, cả đoạn đường ùn ứ gần 2 km. Cách đó, đường Lương Định Của cũng không thoát khỏi điệp khúc, kẹt xe trải dài gần 3 km. Hướng đi về cao tốc Long Thành Dầu Dây. Một làn đường kín mít xe hơi, xe máy không có chỗ để luồn lách. Nhiều người đi xe máy phải lấn qua làn đường ngược chiều để vượt qua đoạn kẹt xe kinh hoàng. Tiếng còi xe inh ỏi, thêm vào đó là tiếng động cơ hơi nóng tỏa ra làm cho giao thông thêm phần náo loạn. Chở theo vali phía sau, anh Đỗ Hoàng Thịnh, sinh năm 2002, quê Đồng Nai, chật vật gần 30 phút mới có thể thoát ra khỏi đường Lương Định Của. Biết là ngày 31 tháng 8 mới bắt đầu nghỉ lễ, chiều nay được về sớm, tôi liền tranh thủ chạy về quê, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi cảnh tiến không được, lùi không xong. Phải luồn lách, thậm chí leo vỉa hè mới có thể thoát khỏi đoạn đường ùn ứ. Vừa dứt ở Lương Định Của lại kẹt tiếp ở Mai Chí Thọ. Thật sự rất mệt mỏi. Năm sau chắc tôi ở lại luôn. Anh Thịnh thở dài. Tương tự, tại khu vực đường Võ Nguyên Giáp, đoạn dẫn vào đường Mai Chí Thọ và đoạn ngã tư Thủ Đức cũng ghi nhận lượng xe cộ đông hơn ngày thường. Đường dây nóng phản ánh trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Thực hiện công điện số 81 trên CDTTG của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thông báo số điện thoại để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, để phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ như chở quá số người quy định, tăng giá vé quá quy định, nhồi nhét và chèn ép hành khách, chạy sai luồng tuyến, dừng đón trả khách sai quy định, ùn tắc giao thông và các vi phạm khác như uống rượu bia khi lái xe, sử dụng điện thoại, sử dụng ma túy, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm tốc độ, vận chuyển hàng cấm, nguy cơ cháy, nổ, tai nạn giao thông. Người dân liên hệ số điện thoại cố định 0692342608 hoặc số di động 0995676767, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an. Để phản ánh các thông tin về tình trạng quá tải tại bến xe, xe chở quá số người quy định, công tác bán vé, hành vi tăng giá vé quá quy định, chạy sai luồng tuyến, người dân liên hệ số điện thoại 1900545570, máy lẻ số 2, Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện Người lái, Cục Đường bộ Việt Nam. Phản ánh các bất cập về tổ chức giao thông, về đường xá, đèn tín hiệu, chở quá tải trọng, ùn tắc giao thông trên cao tốc và các quốc lộ, liên hệ số điện thoại 1900545570, máy lẻ 4,
Phòng Quản lý Bảo trì Đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam. Để phản ánh và được giải đáp thông tin về đường sắt, người dân liên hệ số điện thoại 0865 367565 Cục Đường sắt Việt Nam. Về hàng không, liên hệ số điện thoại 0916 562119 Cục Hàng không Việt Nam. Về đường thủy, liên hệ số điện thoại 0942 107474 Cục Đường thủy Nội địa. Về hàng hải, liên hệ số điện thoại 0914 689576 Cục Hàng hải Việt Nam. Phản ánh chung về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, người dân có thể liên hệ số điện thoại 0819 115911 Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề nghị các địa phương công bố số điện thoại đường dây nóng về trật tự an toàn giao thông của địa phương trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân, Công an, Sở Giao thông Vận tải để người dân có thể liên hệ, phản ánh các bất cập về trật tự an toàn giao thông thuộc thẩm quyền địa phương xử lý. Người tham gia giao thông trước khi phản ánh tới đường dây nóng cần có đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm, biển kiểm soát phương tiện hoặc số hiệu chuyến bay, chuyến tàu, hành vi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông, ưu tiên dùng tin nhắn để đảm bảo chính xác, thuận tiện, an toàn. Các tỉnh, thành phố đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Ngày 29 tháng 8, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức lễ ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Sau lễ ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Quảng Ngãi và công an các huyện, thị xã, thành phố đồng loạt ra quân tập trung xử lý 5 nhóm chuyên đề và các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Cụ thể như các hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cơi nới thùng xe và chở quá vạch dấu mớm nước an toàn, điều khiển xe chạy không đúng tốc độ quy định, vi phạm quy định về tránh vượt, phần đường, làn đường và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng các loại giấy tờ giả. Trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên thực hiện việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường, nhất là vào ban đêm, đồng thời tăng cường xử lý tình trạng xe dù bến cóc. Phát biểu tại lễ ra quân, Đại tá Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong 8 tháng của năm 2024 tại Quảng Ngãi, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, số vụ tai nạn giao thông tăng 48 vụ, tăng 10 người chết và tăng 40 người bị thương. Đại tá Hoàng Anh Tuấn yêu cầu lực lượng công an trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 phải tổ chức tuần tra kiểm soát ứng trực 100% quân số, đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân di chuyển thông suốt an toàn. Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh có mặt 24/24 giờ trên tất cả các tuyến đường để hỗ trợ người dân. Tập trung tuyên truyền, theo dõi việc chấp hành của học sinh sinh viên, đặc biệt là việc phụ huynh giao xe cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương yêu cầu các sở ngành các địa phương, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố tập trung cho công tác đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Theo đó, Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương tuyên truyền về việc chấp hành các quy định pháp luật về giao thông và các nguy cơ, nguyên nhân làm gia tăng tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ. Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, tăng lực lượng điều tiết, phân luồng, hướng dẫn lưu thông an toàn trên các tuyến đường. Lực lượng công an tập trung xử lý các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng ma túy, vi phạm tốc độ, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách, các phương tiện đưa đón học sinh. Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền cho học sinh, sinh viên, chỉ đạo lực lượng công an tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với học sinh trung học phổ thông, đồng thời thông tin kịp thời các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm để có hình thức giáo dục, nhắc nhở, xử lý phù hợp. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương tăng cường quản lý hoạt động vận tải ngay từ đầu bến bãi, đồng thời phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát các trường có xe ô tô hợp đồng đưa đón học sinh,
kiểm tra và yêu cầu đơn vị thực hiện đúng quy định về kinh doanh vận tải bằng xe đưa đón học sinh. Triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hướng dẫn các trường học đẩy mạnh giáo dục về kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, các quy tắc điều khiển xe máy điện, xe đạp điện. Các cơ sở giáo dục phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh vận động ký cam kết nhắc nhở con em chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, không giao xe máy cho con khi chưa đủ tuổi. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!